Bí quyết để thông minh Do từ nhỏ đã có thói quen tự suy nghĩ giải quyết các khó khăn của mình, nên hoa đà làm việc gì cũng nhanh trí, nhạy bén. Năm lên 7 tuổi, cha mẹ cậu qua đời, gia cảnh vô cùng khốn khổ, túng quẫn. Mẹ cậu không còn cách nào khác, đành phải kêu cậu đi khẩn người bạn thân của cha là thầy thuốc tên thái để xin được học nghề y hoa đà nghe lời mẹ tìm gặp bạn của cha và nêu rõ ý nguyện của mình khi gặp hoa đà thầy thái thầm nghĩ nếu ta không nhận thì người ở quê hương làng xóm sẽ trách mắng ta bạn vừa chết đã vội tuyệt giao bất nghĩa với bạn bè nhưng nếu ta nhận thì không biết cậu bé này có thích hợp để học ngành y hay không tốt nhất ta nên thử tại cậu bé này một chút lúc ấy thầy thái nhìn thấy các học trò của mình đang hái lá dâu ở trong sân nhưng không với tới được cành cao nhất trèo cũng không trèo được ông liền nói với hoa đà con có thể nghĩ ra cách để hái những lá dâu ở trên cành cao nhất kia xuống được không hoa đà lễ phép dạ được ạ vừa nói dứt lời hoa đà gọi một người mang đến cho mình một sợi dây thừng sau đó cậu buộc một hòn đá nhỏ vào đầu dây rồi ném qua cành dâu kia cành dâu bị hòn đá nặng đè xuống nên mọi người có thể dễ dàng hái được chúng thấy thái lại nhìn thấy hai con dê đang hút nhau mọi người xuống vào can ngăn mà không được ông lại nói với Hoa Đà. Con hãy tìm cách để hai con dê kia không hút nhau nữa xem. Hoa Đà lễ phép. Dạ được ạ. Nói rồi, Hoa Đà lấy hai nắm cỏ xanh mướt đem đến trước mặt hai con dê kia. Hai con dê sau một hồi hút nhau đã mệt lại đói. Nên vừa nhìn thấy nắm cỏ non liền rời nhau ra. Thầy Thái sau hai lần thử thách đã nhận ra Hoa Đà là cậu bé chịu khó động não, thông minh, nhanh trí hơn người, nên vui vẻ thu nhận làm học trò của mình. Bài học rút ra, bất kỳ việc gì nếu chủ động suy nghĩ để tìm hiểu thì trí thông minh sẽ phát triển nhạy bén và sâu sắc hơn. Quan sát, phân tích, đúc kết chính là ba bước quan trọng để rèn trí thông minh mỗi ngày.